Ok, xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với Đầu tư tiền điện tử em Phong đây. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói đến một cái dự án mà hiện tại đang có rất là nhiều cái công nghệ ở trên nó nha anh chị nhá. Và đặc biệt đối với dự án này thì có rất là nhiều ông lớn đầu tư vào trong đó là có Binance Lab nữa. Cho nên là ở đây là một cái dự án mà em thấy rằng là ở trong thời gian dài thì nó có khả năng để tiến triển và phát triển hơn. Thì hiện tại nó cũng đang chạy một cái bạn testnet rồi anh chị và bạn testnet này sẽ được chạy trên Calamari Network nha anh chị nha Và Calamari Network này thì nó đang được nằm ở trên là Polkadot Đây là một cái dự án uh, nó sẽ làm được rất là nhiều cái vấn đề liên quan đến bảo mật và thanh khoản Thì nó cũng nhắc đến là Web3 và cũng như là, là DeFi Đây là hai cái mảng mà đến thời điểm hiện tại em thấy nó đang rất là phát triển luôn anh chị Và dự án này nó có cái tên là Mantle Network nha anh chị nha Thì để mà hiểu sâu hơn về dự án này thì chúng ta có thể là xem qua một chút về một cái bài blog giới thiệu về dự án này ha anh chị ha thì đối với Mante Network là gì thì ở đây chúng ta hãy đọc sơ qua về cái khái niệm nó một tí Mante là một tập hợp giao thức để sử dụng và an toàn Nó là mã nguồn mở và có thể là kiểm tra được Thì mã nguồn mở này thì họ đang public ở trên là GitHub nha anh chị nha Thì tí nữa chúng ta sẽ đi qua đó và xem sơ qua về những cái việc mà họ đang làm rồi dựa trên các khung là Subrex, Manta sử dụng ZK Snap để cung cấp tính ẩn danh từ đầu vào cho đến là đầu cuối luôn Thông lượng cao và khả năng tương tích ở trên chuỗi hỗ trợ là BockeDot và cũng như là những cái à, loại tiền điện tử khác ở trên Parachain luôn nha anh chị ha Rồi thì à, đối với cái ZK Snap này là cái điểm mà chúng ta cần quan tâm thì ở trên Binance họ cũng có viết một cái bài viết khá là dễ hiểu để anh chị hiểu hơn về cái công nghệ à, mật mã học này. À, thì bình thường khi anh chị ra web3, anh chị mua NFT hay anh chị giờ à, trao đổi về defi, swap vân vân ở trên những cái sàn defi á, thì anh chị sẽ thấy được rằng là những cái thông tin về à, địa chỉ ví nó không có ẩn danh hết được thì đó là một cái điểm rất là khó để cho những người nào mà muốn ẩn danh hoàn toàn ở trên không gian blockchain nha anh chị nha thì mà để chúng ta dễ hiểu hơn về cái công nghệ zk snap và cũng như zk Start này á, nó đang làm gì thì anh chỉ có thể là xem qua một cái ví dụ rất là đơn giản thôi thì ví dụ ở đây là một cái hang động ha thì ở trong này có một cái người là một cái thông tin một cái dữ liệu đó mà nó sẽ cần phải có mật khẩu để đi đến những cái vị trí theo yêu cầu như là số 1 và số 2 thì nó cần phải có một cái mật khẩu để đi qua nó có cái sự ngăn cách ở đây nè anh chị thấy ha thì khi á, nếu như anh chị là chủ của cái ví này và có quyền truy cập vào để xem xét về giao dịch để mà có thể là kho lên cái giao dịch đó thì anh chị có thể thấy được là ví dụ như anh này anh vào đường hầm này nó có một lối thôi anh kêu là số 2 thì để mà các anh chàng dữ liệu ở trong này xác thực rằng là anh ta có có quyền chứng thực rằng là anh ta có thể là đi đến vị trí số 2 để người này khớp đối với cái sự đối ứng sự đối chứng và chứng minh á thì anh ta phải có một cái mật khẩu ha, anh chị ha thì khi mà anh ta có mật khẩu thì anh ta có thể là ừ, xác minh được với à, anh áo xanh này á, là ừ à, tôi có mật khẩu và anh thấy được đó là đây là cái dữ liệu của anh và họ có thể là chứng minh được những cái dữ liệu từ lúc mà đầu vào ở cổng 1 cho đến là cổng 2 anh chị ha đây là một cái điểm rất là hay luôn và và nó có thể là giúp cho anh chị hoàn toàn có thể là ẩn danh đi khi mà chúng ta sử dụng những tính năng về DeFi đây là một cái điểm rất là mạnh đối với Mantle Network nha anh chị rồi cái lý do như em nói với anh chị á là lý do tại sao mà lại crypto lại cực đến Mantle thì À, hồi nãy giờ chúng ta đã nói về DeFi rồi thì ở đây họ có nêu lên một vài cái thông tin nữa là ví dụ những cái DeFi ở thời điểm hiện tại á tuy rằng là nó không cần phải cấp phép nó không cần phải giám sát bởi chính phủ gì cả hay là ngân hàng gì cả nó hoạt động một cách rất là tự động nhưng mà có những cái vấn đề ví dụ như là địa chỉ minh bạch nãy em nói với anh chị nè thì mình có thể là truy ra rằng là ở cái địa chỉ ví đó nó chuyển tiền đến đâu đến đâu đến đâu nó swap cái gì như thế nào thì nó đều có thể là truy ra được cái nguồn gốc thông tin hết rồi tiếp theo là những cái khác nữa ví dụ như là khả năng mở rộng thì nó lại bị giới hạn à, về cái phí giao dịch và cũng như là tốc độ giao dịch thì đây là một cái điểm rào cản rất là lớn cho những người nào sử dụng defi ha chị ha và ngoài ra nữa chúng ta còn những cái tính mà nó có những vấn đề khá là khó chịu cho là tính dễ sử dụng thì à, hiện tại cũng có rất là nhiều dự án defi Uh, sàn giao dịch vân vân defi rất là nhiều luôn ha nhưng mà chúng ta thấy được là cũng có rất là nhiều sàn về cái việc là phải đổi từ cái này qua cái kia rồi chạy qua chạy lại mãi thì chúng ta mới sử dụng được và cũng như là có những cái sàn thì nó còn kém thanh khoản được anh chị khi mà bull của nó không đủ đáp ứng để mà thanh khoản cho anh chị nữa cho nên đó cũng là một cái rào cản rất là lớn khi mà chúng ta sử dụng những cái hệ thống defi truyền thống đến thời điểm hiện tại nha anh chị ha và với những cái rào cản và vấn đề lớn như vậy á thì anh chị thấy được là nếu như mà đối thủ cạnh tranh thương mại Ví dụ như là họ cũng đang muốn mua vào một cái đồng con đó Họ là một cái mập đi chẳng hạn Họ muốn mua vào và sau đó họ muốn bán ra Thì những cái hoạt động ở trên những cái sàn DeFi hiện tại Đối với những cái mập đó đều là Có thể là truy xuất được những cái thông tin của nó nha anh chị nha Và khi mà truy xuất ra được như vậy Thì cái sự cạnh tranh ví dụ như có hai con cá mập đi nó truy ra được nhau và nó cứ thế nó bán anh mua lên tôi bán xuống anh mua lên tôi bán xuống thì đó sẽ làm cái rào cản rất là lớn nữa và cái chi phí khi mà họ bị lộ những cái danh tính về những cái địa chỉ ví của họ thì nó sẽ vô cùng lớn luôn vì cứ mua vào ví dụ mua về thằng này chưa xấu nó bán nó xả xuống thì có phải là chết đúng không anh chị cho nên là đối với cái dự án Manta Network này và đối với cái công nghệ là zk snap thì nó có thể là đáp ứng cho anh chị được rất là an tâm và an toàn về cái tính năng là bảo mật về cái thông tin của mình nha anh chị nha rồi thì đối với dự án này thì họ còn có rất là nhiều người có kinh nghiệm lão luyện ở trong lĩnh vực crypto luôn ví dụ như là giáo sư học giả rất là nhiều kinh nghiệm khi mà đã tốt nghiệp từ harvard mit Orlando rất là nhiều nha anh chị và cái những cái tổ chức khác nữa rồi thì chúng ta sẽ đi đến cái phần tiếp theo là làm cách nào mà ta có thể là nhận biết được cái privacy DeFi thì đây là một cái tấm hình minh họa mà em nghĩ rằng là nó sẽ đủ để chúng ta hiểu về cái vấn đề này anh chị ha ví dụ như ở cái ví một chúng ta có đồng BUSD này chúng ta có Bitcoin chúng ta có Polkadot ở ví 2 chúng ta có đồng BUSD và đồng USDT và ví 3 chúng ta có là USDT và cũng như là Bitcoin. Thì ví dụ ba cái ví này là của ba người khác nhau đây anh chị. Và khi mà chúng ta min ra thì nó sẽ ra cái private token là ba cái đồng nó sẽ ẩn danh đi chúng ta. Có nghĩa là trong cái giao dịch này chúng ta sẽ không, à, có nghĩa là trong cái giao dịch này khi mà chúng ta check thì chúng ta sẽ không check được là ừ à, nó có những cái đồng như thế nào. Ha. không nó sẽ lộn xộn nó sẽ ẩn hết đi và khi mà nó swap có nghĩa là nó sẽ hoán đổi ra theo cái yêu cầu của chúng ta ví dụ ví một cái đầu về chúng ta là ba đồng nhưng mà chúng ta chỉ muốn swap nó ra thành hai đồng thôi ví dụ như là bitcoin và uh, USDT đi anh chị thì anh chị thấy được là để mà redeem á thì nó sẽ giống như cái hồi nãy chúng ta giải thích có nghĩa là anh phải xác thực được rằng là anh có cái mật mã để anh chứng minh được đó là cái ví của anh và anh sẽ nhận được ha và sau đó thì anh sẽ redeem được có nghĩa là anh sẽ nhận được cái số tiền cái khoản swap tương ứng và nó sẽ có tỷ lệ hoán đổi là một một luôn và tương tự những cái ví hai ví ba của những người khác thì khi mà họ yêu cầu những cái đồng này họ swap thì nó cũng sẽ được redeem ra chính xác là như vậy nha anh chị nha thì tất cả những cái bước là từ đầu vào và cũng như là đầu ra thì nó đều được gọi là ẩn danh cho nên là đây là một cái tính năng rất là an toàn rất là an toàn của cái Mantle Network này nha anh chị. À, thì đối với Mantle Network thì nó có hai giao thức chính nha anh chị nha. Thì là một á là dùng để thanh toán hai là dùng để mà trên là để trao đổi anh chị thì đối với cái giao dịch thanh toán ẩn danh phi tập trung á, dựa trên chiếc casnet thì cho phép người dùng là sử dụng cái token trên Polkadot và Parachain thì khi mà nó đã được thành cái Ravi token này rồi thì nó sẽ ẩn danh đi hết ha ẩn danh đi hết cho nên là anh chị giao dịch nó sẽ rất là an toàn anh chị có thể là dùng để payment để thanh toán những cái khoản chi phí bằng crypto được và cái giao thức thứ hai á, là cái trao đổi ẩn danh phi tập trung thì đây là một cái dựa trên AMM và với casnet là cái công nghệ ẩn danh của nó và cũng như là cái À, về cái phương thức liên quan đến là tạo thanh khoản tự động ha và ngoài ra thì Manta cũng đang có kế hoạch để tích hợp thêm những cái liên quan đến những cái giao thức cho vay à, một cách là phi tập trung luôn ẩn danh phi tập trung luôn nha anh chị nha thì đây là những cái giao thức rất là tuyệt vời mà đến thời điểm hiện tại Manta Network nó làm được thì anh chị có thể là đọc kỹ hơn xem xét kỹ hơn thông qua những cái thông tin như thế này nha anh chị và tất cả những cái đường link này thì cũng sẽ để ở dưới phần mô tả video để anh chị có thể là xem qua và trong thời gian tới thì họ cũng sẽ cho ra mắt thêm một cái đồng token thì đây là một cái đồng token có cái tên là Manta thì đây là token cần tiện ích giảm phát nha anh chị có nghĩa là nó sẽ được giảm đi dần dần á và cái tổng cung tổng lượng uh, khối lượng token của nó là một tỷ đồng và cái nguồn thu nhập chính của Manta á, là cái phí thu từ người dùng để min ra bitcoin có nghĩa là cái bước này nè anh chị nè khi mà chúng ta min thì nó sẽ có phí thì họ sẽ ăn cái phí giao dịch đó để làm cái nguồn thu nhập của cái dự án này ha cũng như là thêm những cái phí khác như là từ stablecoin bình thường nè chúng ta đổ thành cái private coin của cái đồng manta của cái dự án manta network này thì những cái phí khác như là thanh toán và cũng như là trao đổi thì nó cũng có cái mức phí là 0.3% phần trăm anh chị ha đó thì đó là những cái gì mà chúng ta biết được thêm về cái dự án manta network này một cách giới thiệu là cơ bản thì vừa qua là những cái thông tin cơ bản giới thiệu về cái dự án manta network này và chúng ta thấy được là cái cái tiềm năng của nó phát triển ở trong cái mạng lưới DeFi cũng như là web 3 nó rất là rộng mở nha chị nha thì trong những cái năm vừa qua thì nó đã làm được gì thì chúng ta có thể là xem qua cái bài này chúng ta chỉ cần nhìn một tấm hình thôi thì chúng ta cũng thấy được rằng là trong suốt thời gian qua họ cũng có rất là nhiều bất tiến để mà phát triển nha thì đầu tiên là họ cho ra mắt cái chữ ký với KB Dolphin à, rồi tiếp theo là họ lại được Binance Lab đầu tư vào cái dự án này luôn rất là hay ở cái chỗ này nha Binance Lab nó đầu tư vào đây chứng tỏ đây là một dự án cũng khá là tiềm năng thứ ba nữa là họ cũng đã kết hợp được những cái mạng lưới khác như là Moonbeam, Moonriver đó anh chị thì họ đã có cái sự tương thích khá là tốt ở trên Calamari thì Calamari là cái dự án tí nữa chúng ta sẽ test nét thử xem là nó như thế nào anh chị ha và tiếp theo đó là họ ra V2 và sau đó họ cũng có ra mắt cái khả năng tương thích với lại Acala. thì nhìn chung á, là trong cái năm 2022 vừa qua thì họ đã phát triển về dự, những cái sản phẩm rất là tốt thì về mảng nghiên cứu thì họ cũng đang nghiên cứu rất là nhiều để có thể là tích hợp không chỉ là ở hệ sinh thái mà họ còn đẩy toàn bộ cái không gian về cái dự án của họ luôn bao gồm là những cái liên quan đến open, close, price ZK House và UBA ha đây là những thông tin thì anh chị có thể là đọc qua thì đầu tiên là ZK House là thì họ sẽ tổng hợp rất là nhiều người lại những cái tổ chức những cái dự án lại để họ có thể là chia sẻ và đưa ra những cái hiểu biết của họ thêm về cái công nghệ ẩn danh của họ anh chị ha thì đây cũng là một cái rất là tốt vì nó có cái tính lan tỏa không chỉ là một cái cụm nhỏ mà nó có rất là nhiều nhiều nơi nữa họ có thể là tập trung đến và cũng như là xem qua những cái công nghệ của nhà mang tay network này rồi những cái khác như là open zl thì open zl giống như là một cái nơi để họ cung cấp một cái tiện ích luôn anh chị họ cho những cái người nào mà đang phát triển đang là làm dự án á mà họ không có chuyên sâu về bảo mật thì họ cũng có thể là tích hợp cái manta network này vào luôn rồi những cái khác như là jet price và cũng như là uba thì nó cũng có rất là nhiều cái tính năng đặc biệt thì anh chị có thể là xem qua những cái nghiên cứu của họ và chắc hẳn là trong thời gian tới thì họ sẽ có thể là đưa ra mắt thêm những cái tính năng mới nha anh chị nha và tiếp theo là cái thông tin cái nội dung mà em muốn nói đến anh chị rằng là họ đã có một cái kỷ lục khá là kinh khủng luôn nha anh chị nha thì đó là cái kỷ lục về manta chứ từ Ha, thì đối với hơn 4.300 đóng góp ở trên 177 quốc gia thì nó đã đánh dấu một cái kỷ lục rất là khổng lồ anh chị anh chị hãy tưởng tượng đi 4.300 người đóng góp để mà làm về cái giết KB nha anh chị nha và sau đó thì họ cũng được nhắc đến cái dự án mang Network này cũng được nhắc đến bởi Bokkodok nha anh chị nha thì ở cái đoạn này thì họ có nói là ở trong tháng 8 năm 2022 thì họ cũng đã chứng kiến bằng một cái sự kiện là thiết lập và đáng tin cậy ở trên Bokkodok là thông qua mang Network thì anh chị thấy được là họ cũng có nhắc đến con số là 177 quốc gia với hơn là 13 13.000 người đăng ký thì à, khi mà kết thúc cái đăng ký này là 13.000 đăng ký thì đã có 4.300 cái sự đóng góp ha, rất là lớn luôn anh chị. Cho thấy một lần nữa khi mà được Podcot nhắc đến thì đây là một cái điểm cho thấy là ở trong thời gian tới họ sẽ làm được rất là nhiều thứ lớn lẽo hơn cho cái mạng lưới của Podcot nha anh chị nhé. Thì đối với cái chết từ setup này á thì anh chị thấy được là nó là một cái thuật toán và nó được dựa trên cái công nghệ của nó được dựa trên là toán học và tính toán và cũng như là không có bất cứ cái hạn chế nào về phần cứng cả không có hạn chế về phần cứng luôn cho nên là nó sẽ đẩy được tối đa để khi mà nó chạy được cái dưới KB này á, thì nó cần một cái khối lượng người vào đó để xác minh mạng rất là lớn hơn những cái khóa xác minh mạng rất là lớn và đối với những cái đóng góp của 4.300 người đó cho thấy rằng là kb Và thì họ cũng đã chứng minh được rằng là cái Manta Bay á Nó có thể là đảm bảo được về cái sự bảo mật mạnh nhất ở trong hệ sinh thái blockchain và đặc biệt là của đó nha anh chị nha thì khi mà anh chị đóng góp được thì họ cũng đã có những cái sự cảm ơn biết ơn rất là nhiều ha và cũng như là họ cũng đã treo những cái kỷ niệm bằng NFT và chắc chắn là những NFT này sau này sẽ có giá luôn anh chị rất là ngon luôn hiện tại thì họ cũng đang chạy những cái bước test nét tiếp theo rồi anh chị thì trong thời gian tới thì họ sẽ cho ra mắt cái đầu tiên đó là Manta Bay đây là một cái mà nó dựa trên cái chất từ setup của 4.300 người ở trong 177 quốc gia khi đóng góp tạo ra và khi mà nó hoàn chỉnh nó sẽ được gọi là testnet version 3 hiện tại là đang testnet version 3 rồi và sau đó là họ sẽ tiến hành là chạy luôn cái meta bay này ở trên calamari thì ở đây họ cũng có gắn những cái mã nguồn để anh chị có thể xem qua cái thư viện họ đang làm việc như thế nào thì anh chị thấy được đây là cái open zl nha anh chị ha đó và chúng ta thấy được là những cái mã nguồn này nó đều public nó đều công khai cả cho là những cái người khác những lập trình viên khác nhà phát triển khác á họ có thể là vào đây để họ xem qua họ tận dụng được hay không và họ có thể là sau này họ sử dụng về cái công nghệ này ở trên những cái dự án của họ nó khá là hay luôn anh chị ha thì không lòng vòng nữa chúng ta sẽ đi đến cái phần tiếp theo là cái phần testnet cái phần rất là quan trọng nha anh chị nha bởi vì sao nó quan trọng bởi vì ở đây chúng ta có aerob ở những lần testnet trước đó thì họ đã phát EROP rồi Nào là EFT vân vân thì anh chị cũng đã biết đúng không ạ Thì đến thời điểm này chúng ta vẫn còn cơ hội cuối cùng đối với cái testnet V3 này Và cái thời gian thực hiện của nó thì hình như em nhớ không nhầm thì còn 38 tiếng Đúng rồi chính xác là 38 tiếng nữa Thì để chúng ta tham gia vào các hoạt động là testnet V3 này á Thì anh chị thấy được là chúng ta cần phải có những cái ví Chúng ta cần phải có những cái setup Sau đó là chúng ta về chúng ta làm ha Thì khi mà anh chị vào cái đường dẫn này em sẽ để ở dưới phần mô tả Là testnet V3 thì anh chị nhấp vào đó anh chị xem ha thì anh chị kéo xuống dưới này đầu tiên là anh chị cần phải đủ điều kiện để tham gia vào testnet này và cũng như là nhận những cái erop thì ở khu vực này anh chị click vào cái đường dẫn là tham gia các hoạt động tại đây ha thì nó sẽ ra cái trang claim thì ở trang claim này thì nó sẽ có những cái bước yêu cầu khá là đơn giản đó là follow twitter của nó telegram rồi Discord và cũng như là tí nữa chúng ta sẽ đến cái bước cài đặt ví và hoàn thành những cái nhiệm vụ thì tí chúng ta sẽ làm Thì ở thời điểm này thì chúng ta cứ follow trước ha Thì ở những cái bước follow này thì nó khá là cơ bản anh chị nhấn vào đây và chúng ta tiến hành follow Cũng như là join vào nhóm Telegram, Discord là xong à, Thì em sẽ skip qua cái đoạn này ha Và sau đó em sẽ quay lại với những cái bước tiếp theo Thì sau khi anh chị hoàn tất những cái bước về follow rồi retreat Và cũng như là tham gia Telegram và Discord á Thì chúng ta sẽ đến cái phần là nhập địa chỉ ví nha anh chị nha Thì uh, để mà chúng ta vào thì chúng ta hãy... Uh, Ờ, tìm tới cái trang là calamari network như thế này ha đó thì cái trang này thì anh chỉ cứ gọi y chang em là được và sau đó chúng ta vào join manta bay on dolphin để chúng ta test thì ở cái bước này khi mà chúng ta muốn test thì đương nhiên chúng ta phải có một cái ví và đến thời điểm này thì họ đang hỗ trợ ba loại ví nha anh chị là talisman sub hoặc là Polkadot thì ở đây em sẽ thử uh, về cái sub thử coi là nó sử dụng như thế nào nha anh chị ha thì nó sẽ hướng đến Chrome uh, cho chúng ta và chúng ta chỉ việc là cài đặt thôi Đây là một cái ví ở trên Polkadot thì anh chị nào có ví Polkadot thì anh chị cứ xài Còn không thì anh chị cứ xài qua những cái ví này nha anh chị nhé. Đó nó hết sức là đơn giản để chúng ta cài luôn và khi mà chúng ta cài xong thì anh chị sẽ thấy được là chúng ta đã hiện ở trên thanh ba là có cái ví rồi Và anh chị nhấn vào cái nút tiện ích này Và cũng như là ghim nó lên nếu như anh chị có quá nhiều app ha Hãy ghim nó lên thì nó sẽ nằm ở trên ba Và khi mà chúng ta, trước khi chúng ta connect wallet thì anh chị cần phải gọi là kích hoạt cái ví đã Và tạo một cái địa chỉ ví này chị chưa có ví ha Còn anh chị nào có rồi thì anh chị cứ sử dụng Đó thì chúng ta nhấn vào get started nè rồi sau đó chúng ta create new account và anh chị click vào hai cái trên dưới này luôn cả hai địa chỉ ví này thì cũng như là lưu lại 12 ký tự sau này lỡ có mất thì chúng ta vẫn có thể là tìm lại được nha rồi thì chúng ta nhấn vào i have saved và cũng như là next step à, thì ở bước này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta hãy cài một cái mật khẩu ví thì anh chị cứ cài cái mật khẩu ví của mình vào ha thì ở bước này thì anh chị tiến hành là F5 lại hoặc là chúng ta tải lại cái trang này ha Sau đó chúng ta connect vào cái wallet của chúng ta đó là ship wallet này Đó chúng ta connect vào và anh chị thấy được là chúng ta đang uh, có một cái thông tin thông báo lên Như sau Đây Ta select all nha anh chị nha và nhấn vào connect giúp em Thì ở bước này á, thì anh chị bật thêm một cái này nữa Hồi nãy em quên với anh chị ha đó là về testnet nè Anh chị thấy được là chúng ta có Dolphin đúng không ạ Chúng ta phải có cái Dolphin đó Thì anh chị search ở trên network là Dolphin đó, Dolphin Testnet ha, anh chị click vào và sau đó những đơn Là chúng ta sẽ chuyển nó qua luôn Là Dolphin Testnet như thế này Thì anh chị sẽ có cái ví kèm theo cái chữ D ở đầu ha là Chúng ta copy nha anh chị, cái đầu tiên chúng ta hãy copy đã Rồi sau đó chúng ta quay lại cái trang claim nè ta bỏ cái ví chúng ta vào đây chúng ta nhấn vào tiếp tục ha và sau khi chúng ta hoàn thành cái bước là bỏ cái ví vào đây rồi á thì anh chị hãy tiến hành đến những cái nhiệm vụ tiếp theo và cái bước tiếp theo là chúng ta hãy tiến hành là chu rabbit nha thì để mà làm cái bước này á thì anh chị phải có cái số dư testnet ở trong cái ví của chúng ta thì chúng ta mới tiến hành được thì ở cái bước này thì anh chị bật cái ví chúng ta lên đã và chúng ta hãy copy cái địa chỉ ví một lần nữa nha anh chị nha và sau đó chúng ta vào discord hồi nãy thì ở cái mục discord này thì anh chị hãy tìm đến cái bay testnet và nó sẽ có cái phần là mang bay faucet ha đây nó có chữ uh, nếu mà đầy đủ là nó sẽ có chữ là V3 faucet thì anh chị kéo vào đây và anh chị sẽ thấy được là uh, chúng ta cần phải gõ một cái câu lệnh giống như cái hình này để chúng ta nhận được uh, một cái phần uh, gọi là phí testnet thì chúng ta nhấn vào là give me DOL là Dolphin đó anh chị và chúng ta bỏ địa chỉ ví chúng ta vào đây anh chị yên tâm là cái này nó sẽ không hiển thị lên để người khác copy được đâu cho nên là nó rất sẽ an toàn nha anh chị ha chúng ta nhấn vào enter thì anh chị đã thấy được là số dư của chúng ta đã hiện lên chúng ta đã có 2.000 đô và chúng ta thì cái nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta hãy đưa cái đồng đô này là nó về cái chế độ là private ha có nghĩa là nó sẽ bảo mật chúng ta trong quá trình chúng ta giao dịch á thì anh chị có thể là bỏ ở đây ví dụ như em test thử là khoảng à, 100 đi và chúng ta muốn thành zk đôn ha zk đôn là cái công nghệ hồi nãy chúng ta nói anh chị thì chúng ta cần phải connect cái signer thì ở đây để mà chúng ta connect được cái signer này thì anh chị cần phải download một bước nữa thôi rất là nhanh thôi cái, cái ứng dụng này nó dành cho Windows ha rồi sau khi mình download xong về thì anh chị nhấn vào nút run ha mở nó lên và nhấn vào nút run để cho nó chạy và nó cài đặt ở cái phần mềm của chúng ta chúng ta cứ nhấn next nè next tip và những install chúng ta chờ dây lát để nó kích hoạt lên nha anh chị nhé đây chúng ta sẽ chờ dây lát và chúng ta nhấn vào lon manta Signer ở chỗ này để cho nó chạy về cái chữ ký đó anh chị cái chữ ký rất là quan trọng ha đây thì đây là cái Mantasigner để chúng ta có thể là xác à, thực những cái giao dịch của chúng ta thì ở đây chúng ta nhấn vào là I have a wallet rồi đó chúng ta đi cái 12 ký tự hồi nãy chúng ta vào đây nha anh chị nhé và khi mà anh chị đã hoàn thành cái bước là anh chị nhập 12 ký tự rồi thì anh chị hãy tiến hành là nhập mật khẩu và chúng ta hãy đăng nhập vào cái MetaSigner này để chúng ta tiến hành nha anh chị nhé Rồi chúng ta nhấn vào unlock để chúng ta mở khóa thì chúng ta đang có cái sự hỗ trợ của Dolphin Network ở đây, cũng như là Calamari Network thì sau này thì họ sẽ chạy ha. Thì chúng ta nhấn vào start. Và đến cái bước này thì anh chị nhấn vào Churavita. Thì khi mà nó xác nhận xong á thì anh chị sẽ lấy cái địa chỉ đó và chúng ta tiến hành chúng ta copy và chúng ta tiến hành là copy về cái đường dẫn giao dịch đó vào trong này ha, Churavita. Và ngược lại tương tự để mà chúng ta tiến hành vào cái dòng public á thì anh chị cũng làm tương tự giúp em. Đây thì anh chị có thể nhấn vào đây là nhấn vào ở đây là từ private khi mà anh chị có số dư và sau đó chị chuyển sang là public giúp em thì, thì public chính là cái địa chỉ ví của anh chị anh chị copy lại cái địa chỉ của ví của mình bỏ vào đây và chúng ta tiến hành làm còn đến thời điểm hiện tại thì khi mà em đang làm video này thì đang uh, về sự cố về mạng cho nên là nó không có hiển thị ra được thì tí nữa em làm xong thì em cũng sẽ bỏ vào đây ha em sẽ bỏ vào đây và xong rồi tiến hành là chúng ta chờ đợi để xem thử là chúng ta có nhận được uh, những cái phần quà đến từ uh, tay Network hay không thì vừa qua thì em vừa mới review cho anh chị tổng quan và cũng như là về những cái công nghệ cốt lõi của nó và cũng như là những cái test như thế này để anh chị có thể là uh, trực tiếp chúng ta vào trong cái công nghệ đó chúng ta xài thử để chúng ta hiểu rõ hơn rằng là ừ đó là một cái uh, hệ thống như thế nào và nó có tốt hay không khi mà rất là nhiều ông lớn đầu tư như là Binance vân vân và để anh chị có thể là tìm hiểu sâu hơn nữa thì anh chị có thể là tham gia vào cái group cộng đồng của những anh em Việt Nam về Manta Network ha anh chị ha anh chị vào đó anh chị không hiểu cái gì anh chị thắc mắc cái gì anh chị cứ hỏi thì những cái đường dẫn về những cái phần thông tin của những cộng đồng Việt Nam đó thì em sẽ để ở dưới phần mô tả video này và cũng như là những cái liên quan đến là test net hay là đến những cái dữ liệu về dự án này thì em sẽ để ở dưới tất cả ở dưới video này luôn để anh chị tham khảo và cũng như là xem thử là dự án này nó có tốt hay không nha anh chị nhé và đối với video này thì anh chị tuyệt đối không được xem là khuyên đầu tư và trong thời gian tới nếu dự án này nó phát triển tốt thì anh chị có thể là nghiên cứu và đưa ra quyết định của chính bản thân mình nha anh chị nhé và cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết video này xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau